Six Armed Spider-Man xuất hiện đầu trong tập truyện What If số 42. Đây là phiên bản Spider-Man của vũ trụ Earth số 92100. Tại vũ trụ này, anh vô tình mọc thêm 4 cánh tay nữa trong lúc tìm cách xóa bỏ sức mạnh của mình. Ban đầu, anh không hề thích sức mạnh này nên đã nhờ sự giúp đỡ để loại trừ nó, nhưng vẫn thất bại. Sau trận chiến với Dr. Octopus, Peter nghĩ rằng thực ra thì có thêm vài cánh tay nữa thì cũng không tệ cho lắm. Tuyệt vời hơn là Spider-Man của vũ trụ này đã cứu sống Gwen Stacy khỏi Green Goblin. Six Armed Spider-Man đã gia nhập nhóm của Superior Spider-Man trong sự kiện Spider-Verse. Tuy nhiên anh khá là nhọ khi chết dưới tay Deimos trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Và đó là hết một phút của ngày hôm nay. Hẹn anh em trong video tiếp theo. Mãi cháy!